Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của H Channel và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Vivo ra mắt Y52s phiên bản T1. Vivo đã ra mắt phiên bản Y52s vào tháng 12 năm ngoái. Chiếc máy này sẽ được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 700. Hôm nay, nhà sản xuất đến từ Trung Quốc tiếp tục trình làng thêm một phiên bản khác của chiếc máy, sử dụng con chip Qualcomm Snapdragon 480 5G. Vivo Y52s phiên bản Snapdragon 480 5G sẽ có tên gọi chính thức là bản T1. Thiết bị có thông số kỹ thuật giống y hệt với bản MediaTek Dimensity 700, với sự khác biệt chỉ đến từ bộ vi xử lý và dung lượng RAM. Trong khi phiên bản Dimensity 700 sẽ có lựa chọn là 6GB RAM, thì phiên bản T1 chỉ có một lựa chọn RAM duy nhất là 8GB, đi kèm với đó là 128 và 256GB bộ nhớ trong. Chiếc máy sẽ được trang bị màn hình có kích thước là 6,58 inch, độ phân giải là Full HD cộng, tỷ lệ là 20:9. Nó sẽ sử dụng tấm nền IPS LCD với thiết kế giọt nước, màn hình còn hỗ trợ tần số quét là 90Hz. Vivo Y52s T1 sẽ được bán với giá là 1.999 nhân dân tệ, khoảng 7,1 triệu đồng. Apple Watch Series 7 sẽ được trang bị tính năng theo dõi lượng đường trong máu. Hiện tại có thông tin cho rằng thế hệ Apple Watch tiếp theo sẽ có khả năng trang bị một tính năng quan trọng khác để theo dõi sức khỏe của người dùng. Đó là đo lượng đường ở trong máu. Điều này sẽ rất quan trọng đối với những người dùng là bệnh nhân tiểu đường. Tính năng này sẽ rất hữu ích dành cho những người cần đo lượng đường trong máu trước mỗi lần tiêm insulin, vì lượng đường tìm thấy trong máu của họ quyết định liều lượng của mỗi lần tiêm. Hiện tại, việc kiểm tra lượng đường trong máu hơi phức tạp, người dùng phải lấy máu cho mỗi lần xét nghiệm, chấm vào que thử, sau đó được đưa vào máy đo đường huyết để có thể đo được kết quả. Cho đến nay, Apple đang cung cấp tính năng theo dõi điện tâm đồ ECG và đồng độ oxy trong máu là SpO2 trên màn hình thông minh của mình. Samsung kết hợp với LNA ra mắt Galaxy Buds Pro phiên bản đặc biệt. Samsung Galaxy Buds Pro LNA Neo Cushion là một bộ sản phẩm bao gồm Galaxy Buds Pro màu Phantom Violet và kem che khuyết điểm của LNA đồng màu. Bộ sản phẩm sẽ bắt đầu mở bán ở Hàn Quốc vào ngày 12 tháng 5 sắp tới với số lượng giới hạn. Giá bán của sản phẩm sẽ là 199.000 won, khoảng 4,1 triệu đồng và người dùng có thể đặt trước từ ngày 11 tháng 5. Galaxy Buds Pro có thể sử dụng trong vòng 8 giờ và thêm 20 giờ từ hộp sạc không dây. Kể cả khi sử dụng ANC, người dùng có thể sử dụng thiết bị này trong vòng 5 giờ và thêm 13 giờ từ hộp sạc. Ngoài ra, hộp sạc cũng hỗ trợ sạc nhanh, người dùng chỉ cần sạc 5 phút là có thể sử dụng trong vòng 1 giờ. iPad mini 6 sẽ bị trì hoãn ra mắt cho đến nửa cuối năm nay. Cụ thể, trong một lưu ý liên quan đến sự ra mắt của iPhone 8 inch có thể gặp lại vào 2023, cô đã chia sẻ rằng những thay đổi toàn cầu gần đây sẽ giúp tăng doanh số bán hàng của iPad và các mẫu iPad Pro 2021 được phát hành gần đây dự kiến là sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng trong tương lai. Ngoài ra, cô cũng nói rằng iPad mini mới sẽ lên kệ vào nửa cuối năm nay sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của dòng iPad hơn. iPad mini mới dự kiến là sẽ có màn hình 8,4 inch với viền mỏng hơn và tiếp tục sử dụng phím home vật lý tích hợp với vân tay Touch ID và cổng Lightning. Dù có ngoại hình không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước, nhưng iPad mini 6 nhiều khả năng là sẽ được sử dụng chipset mạnh mẽ hơn và đi kèm với một số cải tiến khác để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.